Rồi mình chào anh em nha. Thì nay mình làm clip mình nói về cái em hỏi con gà mà sao nuôi lông nó mới, nhà bớm người gà lông cũ đó, nói chung nó vậy, cách nào cho con gà nó mới. Thì mình nói anh em một cái, một là anh em làm con gà anh em mới mẻ liền. Anh em đi ngâm nước tắm xà bông cho mình, xà xà bông bột nè cũng được nha, xà bông bột ngâm chai cái thùng nước đi. Mấy con gà lông mới bắt giường vô á, hay là anh em nuôi nó hơi cũ á, anh em tắm đó, tắm xà bông nắng là được nha, tắm xà bông một xà bông bột, hai cái bột xum xiêu tốt nữa, xà bông xiêu dữ lắm, trắng con gà nên trắng cực. Nói chung là gà nào cũng vậy, nó đẹp lắm, lông nó bóng ngời. Anh em ngâm xà bông tắm cho mình đi, ngâm nó xà bông chừng 2 phút thôi, anh em làm ướt cho 2 phút rồi anh em đi xả nước cho nó, anh em phơi nắng làm nó 2 lần vậy. Gà anh em bóng lộng này liền, gà nuôi của cũ làm với 2 lần, mấy gà bớm mà trắng đó anh em tắm xà bông xum xiêu xà bông bột anh em ngâm nó đi, anh em phơi nắng đi bữa hai lần con gà nó như bức tranh vậy. Cái đó mình chia sẻ này, cái mẹo đó cho con gà lông bóng đẹp mới. Cái đó là mình về con gà mà bổ phế nha, cũ á, làm cho bóng á, còn con gà lông mình nuôi bóng là nó khác nha, nó bóng lúc đó thôi nhưng mà ăn hôi mình nuôi cho ăn uống sao như thế nào đó con gà nó bóng đó. Anh em gom lại cho mình cái đó chứ không phải là nó như vậy, giống như con gà mà cũ kỹ bắt giường về hay là gì đó, muốn cho nó sạch nó đẹp nó bóng lại liền thì như vậy thôi, tắm xà bông à. Còn anh em hỏi mình con gà ăn cái gì có vitamin A, thì ăn cà chua đó, các bà đỏ đỏ là vitamin A đó. À, tại vì có em hỏi là uống vitamin A tốt không, thì vitamin A nó bổ mắt, thì nói chung khỏi uống cũng được, mình cho ăn cà chua là nó sáng nó bổ mắt rồi, có vitamin A đó, chứ cà chua nó tốt lắm á, vitamin A rồi vitamin C rồi chất khoáng, rồi nói chung cà chua tốt gì lắm, thì khỏi cần bổ sung vitamin A nha, khỏi cần bổ sung vitamin A vô chi. Tại vì cái viên vitamin A mà dành cho người, nhiều cái viên thuốc mà dành cho người bổ là không nên cho gạo. Mình nói gì đó, mấy cái viên B mà B B của người á là không cho, gà chịu nổi, hư gà nha. Cho ăn vitamin A, cho ăn cà chua là tốt rồi nha, khỏi cần uống vitamin A. Còn anh em hỏi mình con gà mái mà nó cái câu mà anh em hỏi nhiều, nhưng mình gặp nhiều trên TikTok, anh em hỏi là nếu con gà này thua về dẹp gà mái hết luôn. Cái đó không phải, cái quan điểm của con gà mái là nó như vậy, con gà thì chó giống cha, gà giống mẹ là lì lì đá chân cựa tốt, còn giống cha là nết đá nha, giống gà cha là cái nết đá, còn lì á mà giống mẹ. Còn con gà nọc đột đạp mái, tại sao người ta thanh lý gà nọc, tại sao người ta chia gà nọc, tại sao người ta dạt gà nọc đó, nó đổ con nó không ăn độ, nên mình nói cho anh em hiểu nó không ăn độ bởi vì người ta mới dạt ra, người ta thanh lý người ta dẹp, đâu có ai khùng đâu mà với gà chống nọc nó già quá đạp hết hết ra con nổi gì người ta mới dạt ra nha. Đó mình nói cho anh em hiểu, con gà chống nọc rất là quan trọng. Nếu mà đổ tỷ lệ ra đạp mái ra con mà 10 con nha, ăn 7 thua 3 là rất là đạt luôn, là chống nọc nó rất ok rồi đó. Còn gà chống nọc mà đạp ra con ăn 3 thua 7 ta đổi chống nọc khác. Cái này đó cho anh em đổ gà này nó biết, chứ anh em đừng có đấu thượng gà mái nó quay ngủ đồ nghiệp nữa. Tự nhiên đẻ ra con điện đang đổ đó, giờ nhiên ra con thua cái tự nhiên thua hơn con 2 con cái gì mệt gà mái. Không phải nha anh em, cái này quan điểm á, tại vì là phải trong cái môn này chơi học hỏi, mình cũng đi sàng chỉ ý kiến nhiều lắm, nếu mình đổ nếu mình thấy trước mắt mình sàng lọc ra thì nó mới biết, nó mới ra cái câu nói của mình như vậy. Mình nói một cái một nữa chắc lên chúng cột luôn rồi. Anh em khỏi bình luận khỏi cãi, con gà mái là lì lợm. Tại sao mình có cái clip trước mình chia sẻ anh em là chia sẻ về cái lúc mà anh em đi đấu chơi á, em thấy con gà nó lì quá lì đi mà tướng tá nó quá ok, nó lì chân cựa tốt mà nó thua đi, mà nó chỉ tải cựa rất là dữ,
đi kiếm mua con gà mái mẹ, gà đó không phải là anh em gà đó. Đó thì đó là con đấy mới đem con gà mái nó về, tại nhưng mà người ta không có bán. Mình nói với anh em mua con gà mái nó rất là khó, rất là cực, năn nỉ gãy lưỡi luôn, ta chưa bán, nó chưa chia gà mái nữa chứ đâu gà mái bán ầm ầm đó. Thì mình nói với anh em là nó như vậy, tìm con gà mái nó khó lắm nha anh em. Con gà trống nọc dễ mua lắm, mua cái có liền, nhưng mà đặc biệt con gà mái đẻ ra mới quan trọng. Ngồi gà mái mà đẻ ra con chưa trên chúng hay một hai cây cửa chạy cái dù con nó cũng vậy, sổ nó chạy nè lum la trên đó là cái con gà mái đó, cho con gà mái đó. Chứ con gà mái nếu mà bổn ta giữ, mình nói thiệt cái lúc bổn giữ gà nầu nha, nói gà nầu hay đơn giản gà nầu 7-8 tháng rồi nó cự lộn ở trên rồi. Cặp gà nó làm nó ghê lắm đó, tai tốt rồi sung mặt mày dữ dằn lắm đó, sổ sẹt vô cửa nó đâu có chạy đâu, là con gà mái. Còn nếu mà hưu độ á, là con gà trống nọc, nó đạp không, nó đạp con ra. Bây giờ tại nhiều con gà trống nọc rất là quý nha, để nọc rất là quý, ra con tỷ lệ ăn không à, tỷ lệ ăn độ rất là cao đó. Chứ con gà mái đâu có liên quan gì đâu mà hỏi cái thua cái thua đó về tao dẹp gà mái luôn, tao thịt gà mái tao dẹp hết. Trời ơi trời, câu đó là ác nhất, quan ngủ cho nó có biết cái gì đâu. Bởi vì tại sao mình nói một con gà trống hay không phải nó nằm trong cái chuồng bự đẹp là nó hay, hay là do người ta tạo ra nó, cái hay là trong nằm trong con gà rồi. Còn cái hai là do cái người nuôi, người chủ nó nuôi, con gà nó đạt hay không là người đó đó, người ta cáp gà cáp kèo khôn khéo làm sao đó là chơi. Thì nó mới kêu là con gà hay, anh em hiểu không? Chứ đâu phải con gà nào cũng vậy. Tại sao nhiều con gà trống nọc mà nó như, tại vì mà sao mình đi nhiều cái chứ, mình rõ mình nói nhiều clip trước mình có nói rồi, anh em đổ gà mới biết. Con gà nọc á đâu phải nó ăn nhiều cái là đổ ra con nó ăn độ, nó không có, nó thua không à. Bởi con gà nọc nào mà anh em nuôi sao mà nó đổ đập mái ra con á mà nó ăn độ nhiều, giữ gà trống nọc đập hoài lâu lắm mới có tổng nập khác nên đốt là đổ. Còn anh em hỏi mình muốn đổ gà ra cái mòng vua nó tốt không, thì mòng vua đầu tiên anh em kiếm người tổng nập mòng vua nha, mòng vua rồi anh em kiếm con gà mái mòng vua đứng anh em đổ gà đúng không, anh em đổ ra từ từ đi, nó sẽ ra gà mòng vâu 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 với mòng một là vâu chập, hai vâu đứng, sẽ lựa những con gà lại đó, lựa những con gà mái mòng vua đứng lại. Rồi bắt đầu mình tiễn cái con gà trống nọc, mình đi kiếm con gà trống nọc mà mình đứng nữa, mình đổ ra nữa thì nó sẽ ra gà một cái dòng gà của mình là mòng mòng vô đứng không à, ra mòng vâu mòng vô mòng vâu mòng vô mòng vâu mòng vô không. Rồi anh em muốn cái dòng gà là mòng lá đúng không, thì trống nọc mòng lá, đạp gà mái mòng lá thì nó ra mòng lá không. Cái đó là cái những cái đó là người ta tạo ra được nha. Còn nó đá con gà là tạo hột tà lạch, người ta tạo ra tôi lựa sàng lọc lại, cũng như 10 con gà người ta sẽ lựa được vài con gà nó đá xuất sắc thôi. Cái này hiểu không? Đổ gà nó cực khổ như vậy đó. Chứ chưa chắc gì anh em thấy con gà nó nói hay là nó hay, tại sao người ta lựa ra rồi mới được con đó. Đổ gà nữa mới biết, nhiều con gà thấy tướng tá vậy chứ vuông gà sổ rồi sổ sẹt nó la ba đa không à. Chứ quá à. Chứ không phải là nó vậy lý do đó. Có nhiều cái anh em nói hỏi câu hắc mắc sao từ con gà đá thua gì cái mệt gà mái. Không phải anh em, quan điểm là vậy nha. Mày nói cho anh em chính xác 100% là không phải do gà mái, do gà trống nọc. Đổ gà mới biết cái chuyện đó nha. Hỏi gì cái là mình đòi thăm he gà mái lùm la vậy đó. Nó tào lao á. Rồi anh em hỏi mình gà tai tốt với tai xương. Anh em thắc mắc anh em nói là gà tai xương thấy nó xài cửa tốt hơn. Không có cái vụ đó được. Con gà nào cũng là hay gà dở tùy theo con, chứ không có gom vô cái đóng cái bậy như vậy. Nhiều con người tay xương á, nó đã giữ đã chân chân cửa tốt không á là do bổn ban của nó có sẵn rồi, cái này hiểu không? Bổn ban nữa rồi là cái kia là cái bổn ban đó, với cái người lên cửa nó cũng sát 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 khẩu được nha đó. Thì mình nói với anh em nó vậy đó. Rồi con gà tai một cục chứ nào chắc nó đó nó không có cựa à, gọi tai mỏng mỏng vô đó không có cựa. Mình nói anh em đơn giản vậy,
Con gà nó ăn 7 cái, 8 cái khen nó dữ lắm. Nó thua cái hay chín đi. Chửi con gà te tu quá trên. Gà đá gì cựa hư cựa gì lum la trên, gà đá gì kỳ gì trời đủ hết á. Con gà nó ăn tới tầm 7 8 cái mà thua còn bị chửi kìa. Chứ đó mà anh em phân biệt gà tay tay mỏng với gà tay dày tay dày. Con gà tay dày tại sao mà con gà tay mỏng nó không có giá trị bằng con gà tay dày. Con gà tay dày á, anh em đổ con ra duy trì nào giống, người ta phải lựa cơ bắp mình nảy như nó chịu lực. Nó chịu chịu nước phía. Gà mà trồng cứ sát chứ đâu phải con đá ăn cái là lộn đâu anh em, đâu phải. Tùy theo con, phút 90 anh em tay mỏng anh em chịu nổi không? Tay mỏng á anh em vô chịu nổi nước phía không? Bỏ cái quan điểm mà tay mỏng với tay dày quan bên đi nha. Chơi gà không có quan điểm đó. Ăn thua là người nào nuôi tốt lực con gà thì cái phần thắng nghiêng về bên đó nhiều hơn chút đó. Thì mình nói với anh em nuôi gà là vậy, với anh em đừng có quan điểm như tay mỏng tay dày chê khen dưới đây trên. Thấy con gà tay mỏng mình nuôi cho nó dày tay lên, như con gà lượn tàu này. Anh em nuôi tay nó dày lên thì anh em bóp trên cái lưng nó, ta lưng nó dày gần cái vỏ câu, con gà nó bóp cho nó dày thịt ra mà tay vẫn không có tròn tròn quay được. Con gà tay xương sao nó tròn, phân biệt là bóp trên lưng kéo từ cái lưng nó kéo dài xuống tới cái phô câu của nó phịch nó bung ra vậy nè, nó dày con gà lên là đủ tay là đó, mới nói là con gà nó chịu lực được đó. Còn cái bản năng cái hàng kia nó ra một cục rồi, cũng như người ta nè, cái người anh em nhìn con người đi anh em, mình khỏi nói nhìn con gà nữa, nhìn con người anh em, nói cho mình nói anh em nè, người mình đúc cái tướng anh em mình đúc anh em biết không, nó đâu có tập tạ gì đâu. Tướng nó đẻ ra nó lớn lên cái nhìn anh em nhìn cơ bắp nó không gần lực dữ dằn luôn, đâu có tập tạ gì đâu. Người ta kêu mình đúc đó, rồi người đó lớn lên đó sanh con ra thì con người ta sẽ có cái gen đó đó. Tướng nó đẻ ra tướng lực rồi, bởi vì anh em nhìn thấy nhiều hạng tướng nó mới lớn không mình cơ bắp lum trên cơ không à, chỉ càng nó tập tạ là nó bự chà bá luôn, nó không tập nó cũng bự vậy. Rồi mình cơm nữa, mình cơm mình xương ăn và học mập đó, thì con gà nó cũng như vậy đó anh em hiểu không? Mình nói cho vui thôi, góp lại cái vô tay cho nó vui anh em đó. Thì anh em thấy không, đơn giản thôi là nó như vậy. Bởi vì con gà tay găng tay lực tay xương rồi đó anh em, thấy những cái người mà làm lao động đó, người ta cày lực á, lúc nào lao động đầu bền ta dữ lắm anh em, thấy nó cởi áo rồi kìa, mình mấy nó cơ bắp rồi. Anh em lao động lâu không làm đó đâu. Còn cái tướng mỏng mỏng vô mà vô làm xíu mà hở như trâu á đó. Thì phân biệt hai cái đó đi, bởi tại sao người ta chịu rồi cái tay người ta, nếu như người ta ốm cái lúc nó hàng đó nó ốm anh em cho nó ăn uống đầy đủ nó mập lên đi, nó khác hơn cái hàng kia đó. Nhưng mà đâu bền nó không có bằng cái hàng mình cơ thôi đó. Tại sao người ta phải pha trộn những cái dòng gà này nọ để cho nó ra cái dòng gà tay một cục lưng bự đó, thì đó cái đây mình nói anh em cái đâu bền nó có, hiểu không? Còn vô cửa nẻo là hên xui, mình nói vô nẻo cửa nẻo là hên xui thôi đó. Vô cửa nẻo là không phân biệt tay mỏng tay dày, anh em hiểu không? Chứ anh em đừng có nói mà con gà tay mỏng á, tay mỏng mà nó xài cửa tốt hơn gà tay dày, tức là mình không chịu, không đúng. Tùy theo có con gà nữa này hứa chưa, chứ đâu có vụ liên quan gì mà tay mỏng, thấy tay mỏng ra cửa tốt hơn tay dày nó không có nha anh em, tầm bậy nha, nó không có. Đó là lợi ích của con gà mà tay sung tay một cục đó, chứ là lợi ích của con gà tay mỏng đó. Tay mỏng thì nuôi con gà nó dày lên mới chơi nha. Thấy ấm ấm bắt ra chơi, chưa trên buông ra hai con buông ra đá qua đó lại cái chúng cái bọc cái gọi xé nó sàn liền, nó sàn lẹ lắm. Bởi vì anh em cứ đầu không chịu đầu tư mà anh em cứ chơi vậy, rồi anh em thấy trời ơi, con gà kia không mà dính cửa nhấp một con gà nó không bị trên trời trâu với trời trâu với trời. Rồi cái đám gà đó nó chơi ghê quá, nó tải cựa dữ dằn. Thì tại sao tải cựa là cái mình mẩy nó cơ bắp nó có sẵn, nó lực nó có, nó tải được. Còn gà tay mỏng mỏng chúng một hai cây hai ba cây cựa rồi là con gà nó sàn liền, xuống con gà mấy chục phần trăm anh hiểu không đó. Còn mà vô cửa nẻo hai con mà đấu ăn thua là chuyện hên xui, không có gặp vô chuyện mà tay mỏng tay dày mà con nào hơn con nào đó, không có nha anh em. Cô nói cho nó vui nha.